đứa gió đẩy, về rẫy ăn còng, về sông ăn cá, về đồng ăn cua. Kinh nghiệm thực tiễn cuộc sống được các tiền nhân đúc kết thành ca dao hay lời hát ru để giúp cho thế hệ sau hiểu về sự phong phú của các loài thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long và tập tính sống của chúng để có phương thức đánh bắt phù hợp. Trong tập đầu của CD ký sự Ngao Du sông nước miền Tây, chúng tôi xuôi về tỉnh Hậu Giang và địa phương giáp ranh là Kiên Giang, những nơi được xem là túi cá của đồng bằng, để tìm hiểu về những nghề đánh bắt độc đáo nơi đây. Ở đồng bằng sông Cửu Long, lục bình rất nhiều, hầu như sông rạch nào cũng thấy xuất hiện loài rau dại này. Ngoài việc làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, lục bình còn được xem là cần câu cơm của nhiều bà con nông dân làm nghề vớt cá mè dinh, một đặc sản nức tiếng của miền sông nước. Loài cá này thường sống nương theo các đám lục bình để ăn rong tảo, phiêu sinh. Dựa vào đặc tính đó, bà con đã nghĩ ra cách treo một số loại mồi dọc theo các con sông để vớt cá. Hơn 40 năm qua, sinh kế của ông Nguyễn Văn Dị ở tỉnh Hậu Giang là vớt cá mè dinh theo con nước. Ngày nào cũng vậy, cứ đợi nước rồng, ông đi treo mồi và đợi nước vừa lớn là đi vớt cá. Ngày còn trẻ, ông ngao du cùng chiếc ghe trên khắp các sông rạch ở vùng sông nước Cửu Long. Có khi ông đi cả tháng trời mới về nhà bởi ông mê loài cá này, mê sự hào phóng của sông nước đồng bằng. Cũng chính vì gắn bó lâu năm với nghề, nên thời điểm nào cá ăn nhiều, ông Dị hiểu rất rõ. Nước nó ấm, cá nó ăn nhiều. Thứ nhất là trời mưa, bây giờ bắt đầu trời chuyển mưa đấy ha, là vớt chúng vậy đó. Năm tôi lên 81 tôi vớt vợ cái chặn dạng à. Trên dưới 50 con, một bọc là lớn vậy đó. Là một lần vớt á hả bác Năm? Một đùm lục bình vậy đó. Mà thắt nhất là bữa 11. Nước tránh kém mà. Bữa mùng 10 còn ăn lai gai, bữa 11 không ăn luôn. Thọc tay với nước là nước lạnh đó, thì cá cũng không ăn nữa. Thí dụ bữa nay bến này vớt có rồi, ngày mai mình có vớt lại nữa không? Không, cũng bỏ luôn. Bữa nay trúng về cho mời không có đó. Cá mè dinh được xếp vào nhóm cá trắng, tức những loài cá sống trong môi trường nước chảy, có nhiều ở các sông rạch khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cá mè dinh sống theo đàn và thường bơi ngược dòng. Chúng chỉ ăn mồi khi con nước lớn, tức nước sông. Thức ăn của cá đa dạng, vì vậy cư dân nơi đây đã nghĩ ra cách để vớt cá mè bằng các loại mồi dễ tìm này. Cá mè dinh tuy nhiều nhưng tính rất nhát. Không khéo hay làm động nước mạnh thì chỉ vớt với cái vật không. Bởi thế mới thấy vớt cá giờ cũng trở thành cái nghề cần kinh nghiệm. Vậy chứ ban ngày nó thấy ra cái vật này nó thấy đó. Chứ không thấy sao, con mắt nó sáng lắm. Nó thấy nó chạy đó. Nó dụ bây giờ cái bến nội gần tới còn 4 thước lây nữa đó, mình xuống vật. Xuống vật mà còn chừng 3 mét nữa đó là phải xuống cho sông ngập ở dưới. Gần tới đó là mình lấy lên. Cái lưới mà mình vớt cá mè đó là mình phải chọn cái loại lưới như thế nào? Hay là loại lưới nào cũng được? Cỡ này vừa nè. Còn mạnh quá nó xé đứt liền liền. Một ngày đi vớt cá mè vậy nè, thì bắt năm thu nhập được khoảng bao nhiêu? Được 300-400 ngàn à. Rồi mình bán đi đâu? Bán dài dài sao xóm nè. Nhờ nắm được quy luật của loài cá sống trong môi trường nước chảy mà suốt mấy mươi năm qua, tuy không gọi là khá giả, nhưng cái nghề ăn lọc từ dòng sông đã giúp cho gia đình ông và hàng ngàn bà con ở xứ phù sa có cuộc sống ổn định. Ông Năm Dị chưa bao giờ nghĩ phải xa chiếc ghe tam bản, mái dầm và những bụi lục bình. Bởi mưu sinh là một lẽ, nhưng lâu dần người ta cũng sẽ yêu nghề đến mức khó tả. Vắng đi một ngày sẽ thấy nhớ, thấy mong. Với ông Năm Dị, bên cạnh việc đảm bảo cuộc sống, ông còn đang gìn giữ nét đẹp và những nghề mưu sinh trên vùng sông nước Nam Bộ mà trong quá trình khai quang mở cõi, các bậc tiền nhân đã nghĩ những ngư cụ độc đáo để khai thác sản vật mà thiên nhiên đã hào sảng ban tặng cho cư dân đồng bằng. Thưa khán giả, ngoài vớt cá mè dinh bằng bông ngò và lục bình, thì cư dân miền Tây còn nghĩ ra cách đánh bắt cá rất độc đáo, đó là bộ cung kéo.
chỉ mới nghe qua tên thôi thì có vẻ còn khá xa lạ với nhiều người, vì nó mới chỉ có khoảng thời gian gần đây thôi. Bộ con kéo phản ánh sức sáng tạo không bờ bến của cư dân đồng bằng trong việc nghĩ ra các ngư cụ vừa độc đáo, vừa phù hợp với tập tính của các loài cá để đánh bắt. Và đánh bắt cá bằng bộ con kéo như thế nào thì bây giờ mời quý khán giả cùng dõi theo Quốc Thế nhé. Sau khi thu hoạch lúa, cày ải xong, bà con thường cho nước lên đồng để diệt các mầm bệnh, cỏ dại. Cá từ các con sông cũng theo nước lên đồng. Và lúc này, mùa đẩy côn bắt cá của bà con cũng bắt đầu. Những ngày này, anh Lê Văn Đấu ở xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, cũng như nhiều bà con khác, lại mang bộ côn kéo cá ra để chuẩn bị cho mùa đánh bắt mới. Trong từ điển tiếng Việt, chắc không thể nào tìm ra được nghĩa của từ kéo côn, vì hình thức đánh bắt này xuất phát từ dân gian, dựa vào những đặc điểm của ngư cụ mà người dân đặt như vậy. Ngày trước, muốn đi kéo thì phải cần hai người, nhưng khá bất tiện, bởi phần lớn thanh niên ở nông thôn đi làm ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, thu nhập cao hơn. Vì thế hiện nay bà con chế ra việc đẩy côn bằng ghe hay bằng xuồng ba lá và chỉ cần một người là đủ. Rồi mình dốc cái tre này lên, mình mới máng cái dàn côn vô mới được. Công phu quá hả? Ở vậy đó, đâu phải nói đâu mà vậy, nó dễ đâu. Cọc kỹ cái cây này lại đừng cho nó bật tết, nó bật lui. Qua đây phải móc đất để dặn lại cái đầu đó cái nữa, cân phải cho nó đồng mới được. Dạ. Đi xong rồi đó, bây giờ múc nước vô thùng là để dành ngỗng cá thôi. Dây côn là một đoạn thừng dài khoảng 20 mét, mắc vào đó hàng trăm khúc dây chì hoặc sắt theo phương thẳng đứng, tạo cảm giác như một tấm lưới hở. Vật dụng này dùng kéo dưới ruộng mùa nước nổi để bắt cá rất hiệu quả. Thấy thì đơn giản, nhưng làm nghề này cần phải có sức khỏe dẻo dai mới có thể đi lâu được. Sức cản của nước cộng với độ lầy của ruộng sẽ khiến người đi côn mau xuống sức. Đúng là cái cách đi côn này mệt thiệt anh ơi. Dính xuồng đỡ đi đội không rồi mà dễ mau mau nữa, mỗi giờ nữa. Thôi thì tới đây mình nghỉ mệt chút anh ơi. À, có khi nào mình đi 2-3 miếng ruộng mà không có một con cá lóc nào như thế này không? Cũng có đó. Có khi để 2-3 miếng không có con nào nữa. Trong lỏng vậy đó. Nãy giờ chỉ được có 3 con cá rô thôi. Có khi đẩy vô một miếng khi chuối nồi không kịp luôn. Điểm đặc biệt của dây côn là khi kéo, nếu trúng phải cá thì chúng sẽ giật mình và chuối xuống bùn. Ngoài ra khi kéo, việc va chạm giữa những đoạn chì tạo ra âm thanh khiến cá giật mình cũng sẽ chuối. Khi cá chuối xuống bùn, lúc này người đi kéo sẽ đến nơm cá lại để bắt. Tuy nhiên, cách nơm như thế nào thì phải là người có kinh nghiệm mới biết được. Ok anh. Nó là cá lóc rồi. Cá này chuối nè. Anh ơi, làm sao mình biết cái tim nó nằm ở đâu mà mình lại chụp danh? Nó chuối đó, nó chuối nó quận sinh là cái tim nó hay chạy tới đằng trước. Nó chậm tới đằng trước, rồi mà nôm nôm mà chặn chặn ngay đầu tim nó. Chứ nó chuối chỗ đó đó. Nếu mình nôm ngay chỗ nó quận thì chặt lắc. Dính hả? Cá bự. Có chuyện xảy anh? Dễ gì xảy. Thôi nó đã. Gì này, dính gì nó mới mê nè. Trời ơi. Con này cỡ 300 gram anh ha. Cỡ đó ạ. Theo người dân, trong các loại hình đánh bắt cá thì dùng côn khá đơn giản, ai cũng có thể làm được, không tốn nhiều chi phí đầu tư và cũng không cần thức đêm như những thợ câu. Có những lúc đi đẩy côn ở những đồng xa, bà con còn đem theo cả cơm để đỡ lòng, rồi tiếp tục đi đến chạng vạng tối mới về nhà. Lúc đẩy côn phải giữ cho ghe thăng bằng, ghe đi đều, nếu không các đoạn côn bị sóc xuống bùn, tạo ra những đợt bọt ảo như có cá chuối, làm mất thời gian của người đi kéo. Người dân đồng bằng sông Cửu Long hào sảng lắm,
họ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho nhau để cùng mưu sinh. Ban đầu chỉ có vài người làm, dần dần mới phổ biến như hiện nay. So với kéo lưới hay đặt vớn, ưu điểm của nghề kéo côn là chỉ bắt cá lớn, vì vậy sẽ duy trì được nguồn lợi thủy sản cho các mùa nước năm sau. Có đầy lớn à. Thôi thả lại đi anh. Thôi thả đi. Ở đây dùng sông nước mình mà thú vị nhất thì chắc cũng kiểu mà mình vừa bắt cá xong mình lên mình nướng ăn chắc ngon lắm anh ha. Đi cái đồng quê mình mà có cá thì mình lên mình nướng điện thì thấy ngon rồi. Dạ. Thông thường cá nướng trui phải dùng rơm thì mới ngon, mới thơm bởi cái hương đồng quê. Nhưng vào mùa nước tràn đồng thì khó mà có loại nhiên liệu này, nên chúng tôi nướng cá bằng lá dừa khô. Loại nhiên liệu này thì nhà nào cũng đầy. Khi nướng, cá phải cắm phần đầu xuống đất. Như vậy thì thịt cá mới chín đều, do phần đầu thịt dày hơn. Kinh nghiệm trên của các bậc tiền nhân truyền lại cho đến hôm nay. Cá mà nướng dạng này thì ngon số dách. Nướng bằng than củi hay than đá thì không thể nào bì được. Nhưng phải về đến những miền quê mới được thưởng thức cá nướng trui. Anh, giờ nó chín chưa anh? Chưa đâu, chút cho nó đi. Nó mềm cá này cạo nó mới ngon chứ sợ khi nó áp quá rồi nó trong nó còn máu không. Nhưng mà có sỉ rượu nữa là ngon nữa ha. Rồi, nó thơm. Rồi thưởng thức thiệt coi. Đây vừa nóng vừa thổi vừa ăn nè. Sao thấy ngon không? Ngọt mà nó thơm nữa anh. Nướng là vua của tất cả các món à. Nướng thì cái con cái hậu nó vẫn giữ cái độ ngọt. Dạ. Nó không mất. Còn như mình bận mình rửa sạch sẽ mình nấu cái nước nó ra cái độ ngọt nó hết rồi. Này còn thiếu món nè. Chú mua ớt chấm nè. Dạ đúng rồi. Ớt chấm mới ngon nữa. Cá này nóng á. Ăn liền nó ngon chứ để nguội nó ăn làm nó tanh. Dạ. Cái nướng nó gì á. Hiện nay do điều kiện đê bao khép kín để đảm bảo cho bà con xả đến 3 vụ lúa, rồi việc sử dụng nông dược nhiều, thậm chí là lạm dụng quá mức, nên cá đồng ngày càng khan hiếm. Theo thời gian nhận thức được việc sản xuất lúa vụ 3 kém hiệu quả, nguồn lợi tự nhiên giảm đáng kể, nên hiện nay bà con ở một số nơi đã bỏ vụ sản xuất này, vừa cho đất nghỉ ngơi, vừa góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đến tận bây giờ, chẳng ai biết nghề vớt cá mẹ dinh bằng lục bình và đẩy côn bắt cá do ai sáng tạo nên. Nhưng có một điều chắc chắn là nó đã giúp cho nhiều bà con sống bằng nghề hạ bạc ở đồng bằng sông Cửu Long có thêm thu nhập kha khá. Và qua đó chúng ta còn thấy được cả những nét văn hóa đặc trưng của miền sông nước. Những cư dân sống bằng nghề hạ bạc không chỉ đánh bắt theo tập tính của mỗi loài cá mà còn theo tính chất mùa vụ. Mỗi năm ở đồng bằng sông Cửu Long có một mùa hết sức đặc biệt, không phải là xuân hạ thu đông mà là mùa nước nổi. Trong tập tiếp theo, chúng tôi sẽ trải nghiệm công việc mưu sinh của những ngư dân vào mùa nước nổi, nét đặc trưng của miền sông nước.